MrBeast tìm lại âm thanh cho 1.000 người khiếm thính. Sau thành công mang đến ánh sáng cho 1.000 mảnh đời tăm tối, MrBeast tiếp tục giúp đỡ 1.000 người trên khắp thế giới nghe được âm thanh trong trẻo của tình người. Anh chàng đã mạnh tay chi trả công nghệ trợ thính tiên tiến trị giá đến hơn 3 triệu đô la, cùng với đó vẫn luôn là 10.000 đô la làm món quà cho một ngày trọng đại như thế. Người may mắn nhỏ tuổi nhất còn được dành tặng một chuyến mua sắm thỏa thích tại khu đồ chơi, hay vé xem trận đấu bóng rổ vô địch thế giới, và thậm chí là cả vé concert của Taylor Swift. MrBeast cũng đã có chuyến đi thú vị đến Mexico để giúp đến 200 người khiếm thính ngoài nước Mỹ, cùng với đó là Brazil, Nam Phi và Indonesia. Đồng thời, MrBeast cũng đứng ra quyên góp 100.000 đô cho các tổ chức dạy ngôn ngữ ký hiệu để bù đắp cho những người chưa được giúp đỡ. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy comment MeToo Creator cùng biết nhé!